Nhưng mà chị Bông xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì bên vùng này chị Bông đang tất bật chào đón quý đại biểu, quý khách đến tham dự khai trương cái trụ sở làm việc tại chiếc chè năm cả nhà. Ở đây là cái trụ sở làm việc tại chiếc chè bông và nó đặt ngay tại ở chiếc chè năm đó quý cô chú anh chị. Và sau đây xin mời quý cô chú anh chị chúng ta hãy cùng tham quan cái vườn mai của em như thế nào nhé. Dạ, quý cô chú anh chị ơi, đây là một trung tâm sản xuất mai vàng. Hiện tại bên vườn mai của chiếc chè bông tự sản xuất, tự cung cấp và tự phân phối cho quý cô chú anh chị gần xa. Và đặc biệt bên em là một cái uy tín tạo nên một thương hiệu cả nhà. Bên em tất cả các mặt hàng, các loại mai giống bên em đều bao chuẩn giống 100% cho quý cô chú anh chị. Và thứ hai, bên em bán luôn đặt cái tâm lên đặt hàng đầu luôn cả nhà. Khi mà chúng ta mua hàng, khi mà chúng ta mua mai bên vườn mai chiếc chè bông, nếu mà chúng ta không biết cách chăm sóc như thế nào thì ở bên em có một bộ phận nhân viên luôn trực 24/24 để tư vấn, hướng dẫn quý cô chú anh chị gần xa cách chăm sóc và phục hồi cây mai như thế nào. Đây cả nhà, em là một cái trung tâm đặt ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, và một cái trung tâm hiện tại bây giờ là 5 cơ sở cả nhà. Để được có được ngày hôm nay thì bên vườn mai nhà em luôn cố gắng phát huy, trao dồi những cái kinh nghiệm và đặc biệt luôn tạo uy tín đến với khách hàng. Vì sao mà chúng ta trên thị trường hiện tại rất là nhiều, nhưng mà bên vườn mai nhà em lại đứng vững trên thị trường. Trong 5 năm nay thì chúng ta đã được ra là 5 cơ sở cả nhà. Cho nên là khi anh chị chúng ta khi mua bên vườn mai chiếc chè bông, mọi người cứ yên tâm. Thứ nhất là chúng ta được bao ship nè, được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn quý cô chú anh chị ơi. Đây quý cô chú anh chị, chiếc chè bông một cái uy tín tạo nên một thương hiệu đó cả nhà. Đó, ở bên vườn mai chiếc chè bông luôn đặt luôn cái tâm lên hàng đầu cả nhà ơi, để tạo một cái thương hiệu uy tín. Và sau đây xin mời chúng ta hãy cùng tham quan ở phòng làm việc của các bạn. Đây là cái phòng mà để cho các anh chị ở bên bưu điện chúng ta thực hiện cái tạo đơn hàng để dán để gửi đến quý cô chú anh chị gần xa. Đây cả nhà, thì đây là một cái trung tâm chuyên phân phối về các loại mai vàng ở trụ sở ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và cả nhà ơi, thì bên em đang kinh doanh trên các cái nền tảng, đó chính là Facebook cũng là chiếc chè bông, YouTube cũng là chiếc chè bông và TikTok cũng là chiếc chè bông đó cả nhà. Đó, hãy chúng ta hãy đặt niềm tin vào vườn mai của chiếc chè bông một lần nhé. Và cả nhà ơi, đây là khu đóng hàng tại vườn mai của chiếc chè bông ạ. Cả nhà, khi nhận hàng thì bên vườn mai nhà em ship từ Nam chí Bắc, nói chung là tên đất nước Việt Nam là vườn mai của chiếc chè bông gửi đến tất cả quý cô chú anh chị gần xa. Và cả nhà biết không, khi mua hàng bên vườn mai chiếc chè bông chúng ta được kiểm tra hàng trước khi nhận cả nhà. Khi mua hàng thì chúng ta được mở thùng ra coi cây xanh tươi ok thì chúng ta mới nhận và thanh toán đó cả nhà. Ở đây là cái khâu đóng hàng bên vườn mai của chiếc chè bông, tất cả là đều đóng rất là kỹ ở nhà. Đây nè mọi người nhìn nè, đó, bên vườn mai nhà em đóng rất là kỹ luôn nha. Khi nhận hàng chúng ta cứ mở thùng ra xem cây nó ok thì chúng ta mới trả tiền nha cả nhà. Đó rồi, đây là cái khu đóng hàng. Và sau đây thì xin mời chúng ta hãy xem các bạn đang livestream như thế nào nhé. Và đây hiện tại các bạn đang tất bật livestream những cái mặt hàng, tất cả là bên vườn mai nhà em gồm 4 đến 50 loại giống đó cả nhà. Cho nên là các bạn đang tất bật livestream giới thiệu sản phẩm đến quý cô chú anh chị gần xa ở khắp đất nước Việt Nam. Chúng ta hãy một lần tin tưởng vườn mai của chiếc chè bông, thử đặt hàng một lần bên vườn mai nhà em để xem chất lượng như thế nào nhé cả nhà. Cả nhà ơi, hãy một lần tin tưởng đến vườn mai của chiếc chè bông cả nhà. Hãy alo cho vườn mai đặt một đơn hàng thử chất lượng như thế nào. Rồi chúng ta tiếp tục hãy ủng hộ vườn mai của chiếc chè bông. Trong thời gian qua thì thay mặt cho vườn mai của chiếc chè bông, em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị gần xa, quý cô chú anh chị từ Nam chí Bắc đã tin tưởng ủng hộ vườn mai của chiếc chè bông. Một lần nữa em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị gần xa ạ.